Xin chào tất cả các anh chị, em, tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Vườn Thiện Minh. Hôm trước em có đợt trước em có cắt cây nho hạ đen, cành chưa quá rộ, nhưng mà khi cắt xong thì gặp mưa liên tục, tại vì chỗ em đang vào mùa mưa cho nên là cây nó không có ra hoa nổi. Thì cây này bây giờ nó cũng bị mưa, bị nấm lá rồi nó rụng lá. Rồi em cũng có bón phân với lại phân bón lá hỗ trợ để ra hoa đó. Siêu lân, siêu kali, siêu bo. Thì có sử dụng thêm phân bón lá. Cây này chưa sử dụng thuốc hãm cành của nhập từ Trung Quốc nha. Có cái loại hãm cành đó mình phun khi mà mình cắt cành ra khoảng 20 cm đó, có cái loại thuốc ống đó để hãm cành đó. Thì cái đó thì khả năng nó ra hoa sẽ cao. Thì cây này em đang thử nghiệm với lại những cái thuốc kích hoa mà theo kiểu phân theo mình có ở đây. Nhưng mà hiện tại là em ở đang ở Long An, vườn ở Long An. Nếu mà không được thì em sẽ dùng cái hóa chất kia. Bây giờ đợt này sẽ cắt cành quá gỗ luôn. Đây cành này đã quá gỗ rồi nha. Cành này đang quá gỗ. Đây gốc lên. Đang ở cành cấp 2. Đang cành cấp 2. Giờ mình cắt nữa thì sẽ ra cành cấp 3 đó. Mà hy vọng ra hoa. Đằng trước ra hoa nhưng mà hoa dạng như hoa râu á, nhỏ. Do dính mưa đó, không biết là tại do dính mưa hay là do mình bón phân nó chưa đủ sức hay là cành nó chưa đủ già vậy đó. Để lần này em sẽ cắt lại một lần nữa xem sao. Còn nếu mình dùng thuốc của theo quy trình thay hãm theo thuốc của Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ ok, sẽ ra hoa bình thường, với cây tốt bình thường thì sẽ ra hoa. Thì hạ đen này thì nó tương đối khó trái nha. Nếu anh chị mình muốn dễ trái thì nên chọn những giống khác như là móng tay 152 hoặc là nho kẹo 126, NH01-26 thì những giống dễ trái hơn. Đó. Từ đây em sẽ cắt luôn. Cắt một khoảng em chừa lại khoảng 6-7 mắt gì đó, khoảng này đi. Khoảng 6-7 mắt gì đó. Đây là cành quá gỗ, đoạn cành quá gỗ 1 2 3 4 5 6 6 mắt. Rồi, sẽ cắt luôn. Để hy vọng lần này nó sẽ ra trái. Nếu không ra trái nữa thì chắc phải dùng lại hãm cành để thuốc cái trái của nhập từ Trung Quốc. Nói chung ở đây cái hoạt chất ở đây mình cũng có nhưng mà nó không bằng cái dùng chuyên dùng cho nho. Còn cái loại thuốc đó thì em chưa có dùng tới. Tại cái này mình cũng đang thử nghiệm thôi. Cái hạ đen này thì giống nó cũng không có tiềm năng lắm. Nếu mình trồng chơi thì hạ đen này để trồng kinh tế thôi, mình phải xài thuốc men đồ nhiều, thuốc kích thích đồ nhiều. Còn nếu không thì mình trồng 126 đi, trái nó vẫn ngon, ăn vẫn ngọt thơm. Giống nho kẹo 126 trái vẫn ngọt thơm, không cần thiết phải dùng tới hạ đen. Thì đó thì mình cũng có hướng dẫn, em cũng có hướng dẫn qua để anh chị tham khảo. Nhưng mà góc này cũng không khả quan lắm. Dạ dành cho anh chị mình trồng kinh tế thì được. Trồng kinh tế thì mình nhập hẳn thuốc về mình phun mình xử lý luôn. Còn nếu trồng giống dễ trái thì mình chọn giống khác sẽ ok ha. Thì đây em cũng vô phân đồ đầy đủ. Đây muốn phân bò. Phân bò này ủ hoay rồi nè. Đây đó, mình bỏ gốc thôi. Đó gốc mình lâu lâu mình xới đất lên cho nó ok. Tại chỗ em đang mùa mưa nên là mưa nhiều. Nói chung là nếu mà nho mình trồng có nhà màng che thì nó sẽ không bị nấm lá, còn nếu không thì lá sẽ bị rỉ sắt. Đây lá bị rỉ sắt. Lá này bị rỉ sắt. Hai đây kháng bệnh tốt nhưng vẫn bị, mưa nhiều vẫn bị. Mưa liên tục không thấy nắng, tháng rồi mưa tháng rồi là chỗ em mưa liên tục cả tháng không thấy nắng. Toàn bộ nho nhà là nhà vườn là bị rỉ sắt ít nhiều bị hết. Thì những cây mà nó kháng với bệnh tốt thì nó sẽ ít. Còn những cây kháng bệnh không tốt sẽ bị nhiều.
Rồi em có chia sẻ vậy thôi. Đây bữa cũng có mấy anh chị hỏi là cái cây hè đen này trước cắt cành thử nghiệm không dùng thuốc nó như thế nào, rồi không dùng thuốc nhập từ Trung Quốc về đó như thế nào, rồi nay cũng quay lại cho anh chị mình coi luôn, anh chị em mình coi luôn. Cái giống này thì em cũng mới trồng thử nghiệm thôi chứ cũng chưa có ra trái. Đợt trước có hoa đâu đó nhưng mà không biết có đậu hay không, chắc không đậu nổi đâu, tại vì lúc đó đang thời điểm mưa quá rồi em cũng lặt bỏ luôn rồi nên nuôi lại thôi. Còn những giống khác như 126 hay là kẹo 126, 152 thì mình bón phân ok, mình cắt cành đủ già là sẽ ra trái thôi. Những giống này khá là đơn giản, dễ trồng nữa. Đặc biệt là 126 kháng bệnh rất là tốt. Nho 126 kháng bệnh rất là tốt luôn. Rồi. Rồi anh chị em mình có nhu cầu nho giống thì cứ liên hệ em. À, kỹ thuật cắt cành rồi nè, các kiểu. À, cây giống bên em là em bảo hành à, mình trồng trong 1 tháng. Có vấn đề là em sẽ đổi lại cây mới, trả lại cây mới. Đó, em xin gửi ship có toàn quốc luôn. Rồi mọi chi tiết thì anh chị cứ liên hệ Zalo của em, Facebook luôn. Anh chị cứ nhập số điện thoại của em 0986 943 566 là sẽ tìm ra cái Facebook và Zalo của em. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe à, hướng dẫn cái chia sẻ về phần này. Hai đen thật sự thì trái nó nhìn nó rất là ngon, nó rất là chắc trái giòn nhưng mà hơi khó ở phần khâu kích trái. Còn kháng bệnh thì em nói là kháng bệnh khá là tốt. Nếu mà anh chị nào lỡ trồng rồi mà không có thích nó, ngại cái vấn đề phun thuốc hay gì đó thì anh chị cứ vấn đề cứ ghép ngay giống nho khác vào trồng cũng ok, gốc nó rất là khỏe. Rồi anh xin chào tất cả các anh chị em, anh xin hẹn gặp lại ở video sau ạ. À, các anh chị xem video nhớ đăng ký kênh giúp em ạ, ủng hộ em ạ. Dạ, yeah, thế. Cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ. À.